Lâu 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 mọi người, làm gì mắt mắt cứ chớp chớp vậy ta? Sao có chuyện không may hay sao mắt chớp chớp dữ vậy ta? Làm game gì ghi đi. Lâu lắm rồi mang bánh tiêu á. Đợi tí anh em ơi, ăn miếng ăn miếng. Nào không? Anh nào mà biết mấy cái BL không vậy? Đuổi anh hả? Đó anh nào vậy? Ơ, wow wow wow. À, quỷ này thấy nó ăn cái nó vậy á. Ủa, thấy ăn cái nó cúp gần. Báo thiệt. À vậy mới giết được con mạng gì đâu. Ngon. Gần hay quá. Gần bên này hiệu quả. Quăng găng kiểu vừa 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 giết nó vừa có thân lính đẹp nữa, vừa mất ghép nữa, mỗi găng hoàn hảo. Ảo dữ vậy em. Ảo dữ tao. Giết hai, giết hai, giết hai. Không lát. Giết thì chết hai. À, giờ anh này khó chịu quá vậy. Bình thường mình có giờ dính quy cho gác đó ta, tự nhiên dính được cái dính hoài vậy. Không mỏ mày đó. Tập trung coi. Xà lơ dữ vậy.
Chung đánh xíu nha anh em ơi. Mấy ông kia không có theo, theo tôi giết hết rồi. À lấy cái gờ mình nổ cái bùm đâu ấy vậy, 530 đam. Lấy gờ mình nổ cái đùng. Yeah. À giết hết nè, nó tưởng đợi về nè. Mẹ vứt dây ghi gặp cho gác khó chịu thế nhờ. À quýt gì gặp cho gác lên tìm băng thì xong rồi cái đúp cái nào không quán thường được vãi nồi hướng cay vậy. Đừng câm lặng cái quy của đơ mà, quy đơ là đánh thường mà. Bên kia nó chiến thần quá vậy trời. Thôi gọn luôn. Em căng quá vậy.
Đồ. Đồ. À, cho gắt rồi nha. Quên rồi. Hay. Nice, team Gander. Hay quá. Đứng hơi cao, thấy hai xịp bèo đứng hơi cao lỗi. Không sao, đồng đội sửa sai cho mình. Nhiều lúc mình lỗi có đồng đội sửa sai, không sao cả. Đừng đừng sai trong giải là được rồi. Sai trong giải cúc. Sai trong giải là không ai sửa nổi. Anh em nhớ like, subscribe kênh cho tôi nha. Cảm ơn anh em nhiều.